Ok. Còn gì ta? Còn ok. Rồi, giả sử mình muốn chạy 70 nha. Cái VD á là nó sẽ nói cho em mong muốn như thế nào. Ok. Em muốn 70 thì giá trị vận tốc của hệ thống em mong muốn là 70 km/h. Thì bây giờ nó đạt được 50 thì rõ ràng á, như thầy nói là cái sai số E là cái vết chắc của chữ error. Error là lỗi, nhưng mà lỗi á, mình có thể dịch cái một cái sự chênh lệch hoặc là cái sai số. À, thì cái sai số bây giờ á, nó sẽ là 20. Và nếu con người nhận thấy được 20 á, thì mình sẽ tăng tốc Thầy cái xe. ơi, hình như thầy chưa xem màn hình. À, ok, sorry các bạn. Ok, thấy chưa? Sorry. Thấy chưa các bạn? Dạ thấy rồi. À, Thấy rồi. rồi. Thầy. Ok, sorry. Rồi, mình phải nói lại nha. Cái vận tốc mình muốn là 70. Thì mình sẽ có cái sai lệch. Bây giờ, mình chạy 50 thì sai lệch sẽ là 20. Và khi mình là 20 rồi á, thì theo cái thói quen của mình có phải là các bạn là vặn ga lên không? Hoặc là mình đạp ga lên. Thì lúc cái đó thì mình sẽ đang mở cái ống ga ra, cho cái góc bộ ống ga nó lớn lên, thì góc bộ ống ga lớn lên nó sẽ tác động đến động cơ, nó có thể là chế hoạt khí hoặc là động cơ ô tô hoặc là động cơ xăng diesel này, đều là như vậy hết. Thì một cái động cơ này xác ra moment nó lớn, tăng lên lớn lên thì đồng nghĩa với cái lực ca này nè, nó sẽ lớn lên và làm cái xe tăng tốc. Khi cái xe tăng tốc đạt đến 70 rồi ấy, thì có phải là mình muốn 70 giống như em đi ngoài đường mà em không được vượt quá 60 km/h, thì em chạy 60 thì em đâu dám tăng ga nữa đâu, em vẫn giữ nguyên cái mức ga đó. Ok, đó, em giữ nguyên cái mức ga đó đấy, thì em giữ nguyên mức ga đó, thì trong một cái khoảng khắc tức thời là cái xe gần như cái tốc độ nó thay đổi rất là ít rồi, mình coi như là không có đổi. Nhưng mà giả sử mình đang đang đi xuống dốc thì sao em? Mình giữ 70 mà mình cứ giữ ga để đi xuống dốc thì rõ ràng là cái xe càng lúc nó sẽ tăng tốc lên, đúng không? Và bây giờ nếu giả sử là mình đang đi xuống dốc đi, cái Vx bằng 80 thì có phải cái E bây giờ bao nhiêu em? Cái E bằng VD là 70 trừ cho Vx bằng 80 là sẽ bằng trừ 10 em. Nếu mình biết rằng là trừ 10 có nghĩa là nó đã bị lố rồi, thì mình phải làm sao đó đóng cái bóng ga này lại bằng cách như em đi ngoài đường cũng vậy thôi. Em chạy quá 60 thì công an sẽ bắt. Thì bây giờ cái xe nó xuống dốc thì em phải có phải nhả cái bớt cái tay ga không? À, thì em làm như vậy á thì cái động cơ nó sẽ phát, cái động cơ nó sẽ phát ra cái moment và cái lực nó giảm lại, và lúc này cái vận tốc xe của em sẽ giảm xuống. Ok không? Vì vậy á, em chạy xe ngoài đường á, em muốn giữ tốc một vận tốc không đổi á, phải chú ý nè, không có nghĩa là em giữ nguyên bấm ga ở một cái góc mà không đổi, mà cái góc mà bấm ga của em phải liên tục thay đổi tùy thuộc vào cái vận tốc hiện tại, tùy thuộc vào cái tình trạng mặt đường, để làm cho cái xe của em có vận tốc không đổi. Ok không? À, nhớ điều đó nha. Chứ không phải là mình sẽ giữ nguyên cái bấm ga ở cái vận tốc, giữ nguyên cái bấm ga một cái góc mở không đổi. Ok ha. Ok. Rồi. Con người của chúng ta mình chốt lại nha, là con người của chúng ta làm được điều đó. Nhưng nếu mà bây giờ mình lên cao tốc, thì cao tốc thì ở Việt Nam mình gần đây, tụi em biết là cao tốc giữ trong thành mấy chục cây ấy. Thì thực ra là lên là chạy cruise control thì cũng 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 được thôi, nhưng mà cao tốc của mình là chưa có đã lắm. Nước ngoài nó có cao tốc vài trăm cây số. Thì em lên cho đó em suốt ngày đi mà em cứ giữ cái tay ga của em á, thì em sẽ bị mỏi tay hoặc là mỏi chân. Vậy thì cái hệ thống cruise control ra đời nó làm thay con người, nó không phải làm điều đó nữa. Cái bộ controller bây giờ không phải là em nữa, tôi sẽ làm cho anh một cái ECU để làm cái việc đó. Cái ECU này, vậy thì cái mắt này nè mình đâu còn mình cần nữa đâu, mình cần cái gì ấy? Mình cần một cái cảm biến, một cái cảm biến ấy, mà nó sẽ phải feedback về được cái tín hiệu vận tốc xe, đó chính là cảm biến vận tốc xe VSS.
Visual speed sensor. Visual speed sensor. Nó sẽ feedback về ECU được cái vận tốc xe hiện tại. Ok không? Sau đó mình so sánh cũng y chang như thế này. Và mình đi điều khiển cái gì em? Đi điều khiển cái bướm ga. Như vậy á, trong cái hệ thống cruise control á, thứ chúng ta sẽ tác động đến sẽ là cái bướm ga. Cái bộ điều khiển, cả cái thiết kế hệ thống này nó sẽ không thay đổi. Cho dù là con người hay là cái em sử dụng cái ECU nữa, em thiết kế một cái ECU của em thì nó sẽ không thay đổi. Ok không? Vì cấu trúc của nó sẽ không thay đổi em. Như vậy á, đây chính là cái cấu trúc của hệ thống cruise control. Cấu trúc của hệ thống cruise control. Nhưng mà trong này nó còn một thứ nữa mà các bạn đã quên mất rồi. Là thứ gì các bạn nhớ không? Cần phải thay đổi nữa. Là gì các bạn? Là cái này nè. Giữa con người và một cái hộp ECU, nó hai cái controller là nó giống nhau. Nhưng thứ này phải thay đổi là sao? Hồi nãy em mong muốn 70, đó là cái vận tốc mong muốn mà nó xuất phát từ trong 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 đầu em, từ bản thân con người. Nhưng bây giờ em thấy cái hộp ECU này mà cái người em là người tài xế đang chạy, vậy thì bằng một cách nào đó bạn phải ra lệnh, phải truyền được tín hiệu bạn muốn muốn là bao nhiêu km trên giờ tới cho cái hộp ECU này chứ, đúng không? Vậy thì cái phương thức để đưa vào cái vận tốc mong muốn nó sẽ thay đổi. Hồi nãy là nó tự trong đầu mình sinh ra rồi, bây giờ nó sẽ thay đổi cách nào? Trên hệ thống cruise control á, nó sẽ trang bị một cái cụm công tắc. Nó sẽ trang bị cái cụm công tắc, và cụm công tắc này á, nó có thể nằm trên vô lăng hoặc là cái cần để điều khiển. Là cái cần để điều khiển. Em có thể set vận tốc mong muốn bằng cách là em đạp ga, giả sử em đạp ga 70 km/h, em kéo cái cần này xuống thì vô nó xuống, nó set nè. Thì cái xe á, bộ cruise control nó hiểu rằng là ông tài xế đang muốn là lấy vận tốc 70 km/h để làm vận tốc là cái bằng cái VD đó. Lấy cái đó làm cái VD luôn. Nó còn trang bị thêm nữa, cộng trừ nè, để làm gì? Để khi mà em bây giờ đang chạy 70 mà bây giờ muốn tăng tốc lên 90 thì em có thể đạp ga lên 90 rồi em nhấn nó set lên nữa. Nhưng mà em cũng không cần phải đạp bằng đạp ga nữa, mà em sẽ là đẩy cái cần này lên, dấu cộng và dấu trừ nó tăng tốc và giảm tốc. Ok không? Đó là cái cách mà người tài xế nói cho cái hộp ECU biết rằng là cái VD anh cần chạy là bao nhiêu đó. Đó là cái kiến thức khác. Ok không? Rồi, như vậy đó là mình đã phân tích xong thằng cruise control. Ok ha. Trong mấy cái video tụi em, lúc mà tụi em nghe nó bị tạp âm bởi vì các bạn thông cảm giùm ha, bởi vì lúc đó là tôi đang thu âm trực tiếp cái bài giảng luôn, chưa qua xử lý gì cả. Ok, đây là cái scheme của cruise control. Vậy thì đây là cái đối tượng điều khiển, đây là engine hoặc là gas pedal, đây là cái set point, là cái vận tốc mong muốn, nó gọi là set point em, nó gọi là design speed hoặc là set point, hoặc là nó có từ một cái từ nữa là command, là cái mệnh lệnh. Và cái bốn nó chính là cái gì thì bây giờ thầy mới nói nè. Em nhìn kỹ đây, nó sẽ nhầm lẫn ở một chỗ này và các bạn cần phải chú ý rõ giùm thầy. Cái ECU có phải là cái bộ controller hay không? ECU là Electronic Control Unit. Như vậy á, unit nó sẽ bao gồm nhiều cái control, có thể bao gồm nhiều cái controller trong đó các bạn. Vì vậy á, bạn hãy chú ý giùm tôi. Ở chỗ này mình sử dụng một cái từ là controller, chính là cái bộ điều khiển mà mình viết trong cái con chip nằm ở trong cái ECU, chứ không phải là cái ECU. Và cả cái khúc này nè, nó chính là cái ECU vật lý nè.
bây giờ làm sao biết được điều đó? Em nhìn nhá, nhìn cái đường đầu vào nè, đường số 5 này có phải đi từ set point từ đâu ra các bạn? Chuyển vô chính là cái cụm đi công tắc không? Như vậy á, từ công tắc nó sẽ đi vô ECU, chắc chắn là phải có. Thứ hai là cái đường mà đi vận tốc thực tế hiện tại á, ECU chính là có phải là từ cảm biến không bạn? Nó sẽ có đường tín hiệu từ cảm biến vô. Cái thứ hai. Cái thứ ba, sau khi tôi có tín hiệu, tôi có set point rồi, thì tôi phải đi điều khiển một thứ, điều khiển bướm ga. Thì có phải là cái đầu ra không? Đầu ra đây là từ cái hộp nó đi ra điều khiển cái bướm ga không vậy? Như vậy á, cả cái khối này nè, nó sẽ là cái phần ECU vật lý. Và cái này á, chính là cái bộ controller. Bộ controller thì em nên hiểu nó là một cái phần mềm, thì hay hơn nó là một con chip. Nó là một cái phần mềm. Ok. Thì đó là cái mà người ta hay nhầm lẫn. Rồi, thì cho các bạn thêm một ví dụ nữa. Đây là một bài toán mà mình đang đi điều khiển cái DC motor. DC motor speed control. À, hôm nọ mình đã nói rồi chứ đúng không? Mình đã nói rồi. Mà trong cái này thì thầy cho các bạn một ví dụ giống như là bạn đi điều khiển cái ổ đĩa các bạn đó. Ngày xưa nó bộ đĩa CD hay DVD á, đĩa quang á, mình gọi là ổ đĩa quang á. Cái ổ đĩa quang nó có một cái thông số nữa là cái tốc độ 5000 mấy trăm vòng á, 5000 mấy trăm vòng, hoặc là nó có hai loại 5000 mấy trăm vòng hoặc là 7200 vòng, tôi nhớ 7200 vòng. RPM á, vòng giây phút. Vậy thì cái đó là cái gì? Rồi đó là bài toán là em phải điều khiển cái đĩa của em nó phải đạt tới là 5000 mấy trăm vòng hoặc là 7200 vòng á, thì em mới có thể load được cái data này. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao em để điều khiển được cái đĩa đúng cái vận tốc đó. Thì bên trong nó có một cái motor để nó làm cái đó, và nhiệm vụ của bộ controller là điều khiển cái motor này. Rồi. Bạn nào đang bật mic thì tắt điện thoại nhé. Không bất lợi. Rồi, ở đây thì thầy sẽ cho các bạn coi một cái ví dụ. Ở đây, thầy sẽ cho một cái ví dụ về hệ thống là Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control là gì ạ? Bạn nào mà học tôi môn an toàn tiện nghi rồi thì cũng biết là em chạy cái xe mà có cruise control á, em chạy cho nó 70 km/h được. Nhưng lỡ may á, bên này có một cái xe á, nó vào cái làn đường của em á, thì rõ ràng á, mình không để ý á, thì mình sẽ tông vào cái xe phía trước này luôn. Thì cái thằng adaptive cruise control nó hay hơn, là nó cao cấp hơn. Cái chữ A á, là adaptive nha, là phía trước của xe á, nó gắn một cái radar. Cái radar này nó sẽ biết được là phía trước mình có xe nào không, và thậm chí là nó điều khiển cái khoảng cách em. Điều khiển cái khoảng cách. Giả sử xe phía trước nó duy trì với vận tốc là 60 thì xe phía sau của mình nó sẽ giữ cái khoảng cách đó luôn. Mình sẽ giảm tốc xuống và giữ cái khoảng cách đó luôn. Ok. Thì cái thằng đó sẽ là thằng adaptive cruise control. Thì ngoài vấn đề điều khiển theo cái vận tốc thì tôi còn phải điều khiển cái khoảng cách nữa. Hai bộ điều khiển của tôi sẽ kết hợp lại với nhau. Và trên Ranger là một số xe của Ford Focus, và một số xe cơ bản nhất là Ranger đó, là các bạn sẽ thấy Ford Ranger bản Wheeltrack 3.2 đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ trang bị đầy đủ luôn. Rồi bạn xem. Các bạn có nghe được tiếng không các bạn? Có nghe được tiếng từ màn hình như này không? Được không? Okay. Có thể nói bị dịch lát thì thầy có để một cái link như dưới này rồi tụi em tham khảo thêm nha. Rõ ràng là cái anh này anh đang bỏ ra, nhưng mà anh cũng là bỏ cái chân ga ra và nó đang chạy ở cruise. Có
lúc này cái xe này phía trước đó, thì cái màn hình bây giờ nó mình đang giữ cái khoảng cách này. Giữ khoảng cách với cái xe phía trước. Thì thằng Mercedes nó có gọi nó gọi là hệ thống này là D-Tronic Plus, chứ nó không gọi là Adaptive Cruise Control. Và trong trong vòng bao nhiêu lâu đó, thì nó phải bắt em là check, đưa cái tay chạm cái vô lăng. Em thấy không, anh này đưa cái tay chạm vô lăng đó. Muốn người tài xế là người ta vẫn là vẫn tập trung vào cái việc lái thôi, nó chỉ hỗ trợ thôi. Cái xe này chạy sai thì cái xe bắt đầu vận tốc nó tăng lên. Vận tốc nó tăng lên. Thì đây là xe commercial thì bạn có thể là set up cruise control, các hãng nó đã có rồi. Rồi bạn là sau này làm Ford thì các bạn sẽ gặp hệ thống này rất là nhiều. Mercedes nó gọi như thầy nói, nó gọi là Detroit Plus. Tên gọi nó hơi khác một chút xíu. Thì đây là commercial, các bạn commercial thì mình sẽ đặt một câu hỏi là làm thế nào nó làm được cái hệ thống này. Thì các hãng ấy, thì nó có sử dụng một cái phần mềm, lúc mà để đưa ra cái ý tưởng bắt đầu á, thì nó sử dụng cái phần mềm CASIM để nó đưa ra cái giải thuật, nhưng mà nó phải biết là cái giải thuật có đúng hay sai chứ. Vậy này thì nó sẽ test trên CASIM trước. Và lớp mình có đã học cái môn chắc thầy Cường hoặc là thầy đi học rồi, thầy Cường đang dạy á. Thì các bạn đã biết đến CASIM rồi. Thì cái CASIM này nó có thể link tới MATLAB và Simulink hoặc là LabVIEW để cho các bạn thiết kế cái bộ điều khiển trên đó được. Thì ở đây nó cũng có hai xe em, và cái một khối màu hồng này nè đại diện cho radar, và đây là xe phía trước và đây là xe cruise control phía sau. Ngoài việc mô phỏng simulation thì nó còn cho em xuất thêm cái data nữa, và cái thứ chúng ta cần là chính là data này. Cái xe này á, nó chạy chậm á, xe phía trước nó chạy chậm thì xe phía sau lập tức nó giảm tốc và chạy chậm luôn. Và hãy chú ý nè, khi nó phát hiện là cái khúc cua này nó mới là vấn đề này. Cái radar nó không có tracking theo nè. Cùng radar mình đã bắt ra một xe là xe phía trước và xe phía sau được trang bị cruise control, cái tốc độ nó sẽ tăng theo điểm phụ thuộc vào cái quốc gia hiện tại và cruise control mà nó tích hợp thêm chức năng là start stop nữa. Nó gọi là intelligent start stop, là start stop gì tôi quên mất rồi. Thì có nghĩa là em đang chạy trên đường á, mà bây giờ xe phía trước nó dừng đèn đỏ á, thì cruise control á, nó cũng cái xe của em nó sẽ dừng luôn. Và tí thì hoặc là kẹt xe á, tí trên kia nó chạy á, thì xe của em lập tức nó chạy bám theo luôn. Ở đó đó là chính là cái cruise control mình tích hợp đến chức năng là smart start stop nữa. Nhưng mà với cái hệ thống cruise control điều khiển tốc độ không á, thì mình không làm điều đó. Dưới 30 km/h cruise control nó sẽ bị hủy luôn. Thì đây là mình simulation, mình có thể simulation cái hệ thống này của mình, bộ điều khiển mình thiết kế ra trên cái môi trường CASIM. Và đây là cái đề tài mà cách đây vài năm rồi, 3-4 năm gì đó, thì tôi cho có một cái bạn là sinh viên làm ở lab tôi để thí nghiệm. Thì em đó điều khiển cũng bài toán là cruise control. Ngoài điều khiển là anh bám cái làn đường nha, bám cái làn đường, thì anh đó ở phía trước á, thì rõ ràng là cái radar là mình không mua được rồi em. Cái radar là khoảng độ mấy trăm triệu kia là mình không mua được rồi. Cái radar mà rẻ là cái radar ở trong mấy con robot hút bụi ấy, cũng có 5-6 triệu rồi. Thì mình không có radar thì mình sẽ làm bằng cách là bài toán là như sau, là mình có một cái sensor là cảm biến siêu âm á, nó cũng trả về cái tín hiệu khoảng cách ở vật ở phía trước. Thì ở phía trước này nè, mình sẽ trang bị một cái siêu âm, và phía trên này nè là mình trang bị một cái camera để mình bám cái làn đường. Thì bài toán của mình là vừa giữ tốc độ mà vừa giữ cái khoảng cách cái xe phía trước nữa.
Em thấy không? Khi này cái xe nó vừa cái xe nó trước nó chạy chậm lại thì thằng ở sau phía sau mình nè, nó không có dừng hoặc là chạy nhanh lên mà nó sẽ cũng cùng với một tốc độ của thằng phía trước để duy trì cái khoảng cách luôn. Đấy, và thằng sau thằng trước nó tăng tốc thì thằng sau mình cũng phải tăng tốc theo. Ok. Ok. Thì em thấy cái này nó không khác với cái simulation. Ok. Rồi example mình có một ví dụ nữa là về ABS. ABS cũng là một cái hệ thống điều khiển kính này. Và tôi hy vọng là mấy bữa nữa đi học á thì thầy sẽ chia nhóm và sẽ có một số nhóm người các bạn sẽ phát triển cái hệ thống ABS này chạy được ở trên phần CASI. Em thấy khi nó test cái bài test ABS này của bọn Bosch là nó test bài test là nó cho cái hai cái đường á, hai cái bánh xe bên trái bên phải á, chạy trên hai cái đường có hệ số bám khác nhau, một thằng là slippery là đường trơn trượt và non-slip là đường khô ơn tí và full braking on different different surfaces là phanh mà full phanh hết hết luôn á. Thì các bạn nhìn nè. Traction on lanes may vary due to volatile weather. Đây là cái xe mà nó không có thằng ABS. When fully applying brakes without ABS, the vehicle can quickly become unstable. Okay, thì cái xe nó sẽ bị xoay. With ABS, the vehicle remains stable even in this situation with an optimal braking distance. Có cái xe có ABS nó sẽ ổn định hơn. Và đây chính là một cái bài test ABS ngoài thực tế. Vậy thì qua CASI em cũng có cái bài test như vậy được. Em test trên mặt đường khô này và đường trơn trượt này. Em thiết kế bộ điều khiển dựa trên phần mềm Simulink và em download xuống thì em vẫn chạy được. Và đây là performance của nó. Rõ ràng mình không cần phải hai lần test bởi vì đây là mô phỏng mà. Mình có thể cho hai xe chạy đồng thời với nhau luôn. Và em sẽ thấy rằng cái xe màu đỏ nó không có bộ controller và nó bị xoay. Giống như là cái xe ngoài thực tế vậy. Ở đây tôi chạy có 3 xe luôn. Thì xe màu xanh thì tôi xài bộ điều khiển, thiết kế bộ điều khiển mình tốt hơn. Xe màu vàng thì bộ điều khiển nó dở hơn một chút xíu. Thì cái quãng đường phanh nó khác nhau. Đó là mình cần thằng CASIM để làm như vậy. Ok. Rồi trong cuối cái lecture thầy có để một số cái link rất là hay của Maxwell. Họ nói về cái hệ thống điều khiển là gì. Nó có 5 phần nhưng mà trong này thì thấy 3 phần đầu rất là dễ để tham khảo, để có để link cho các bạn để các bạn xem. Hoặc là các bạn vào YouTube này thì bạn vào cái playlist của nó có 5 phần các bạn coi hết. Ok. Rồi, đó là nội dung của chương 1 của mình. Và chương 1 á thì nó thực sự cái chương 1 này nè. Chương đầu tiên và chương cuối cùng á nó sẽ là hai cái chương mà thầy cảm thấy là nó quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sao? Quan trọng nhất là những cái chương nó nằm ở giữa em, mình sẽ có công thức toán khá là nhiều. Nhưng phải tự hỏi một điều là bây giờ nếu mình ra trường vài năm, hoặc là thôi xin lỗi, ra trường vài tháng đi, mình quên sạch thì sao? Vậy thứ gì mình cần phải nhớ? Chính là cái chương đầu và chương cuối luôn. Mình cũng biết hệ thống điều khiển là gì. Chương cuối thì nó sẽ nói cho mình là mình sẽ điều khiển, mình sẽ thiết kế cái hệ thống như thế nào. Còn bước giữa thì là những cái bước để mình đi step by step để mình đạt được cái cuối cùng. Và cái linh hồn của cái môn học này nó sẽ nằm ở chương chương này và chương cuối, chiếm thời gian rất là lớn. Rồi, câu hỏi thầy đặt ra cho các bạn là như thế này. Hệ thống điều khiển nhiên liệu có phải là hệ thống điều khiển chính hay không, hay là để hệ thống điều khiển mở? Ok, mình sẽ có một cái bài tập là các bạn phải làm thành nhóm câu report các bạn gửi cho thầy. Lúc nào thầy kêu gửi nha, làm theo nhóm nha, là hệ thống điều khiển nhiên liệu có phải là hệ thống thống điều khiển open loop, là hệ thống điều khiển mở
Hay là Outlook. Hay điều khiển chính hoặc là điều khiển hồi tiếp là chính là Trollop. Ok không? Câu trả lời tiếp theo nữa là rõ ràng rồi, tại sao? Hệ thống điều khiển nhiên liệu thôi, điều khiển chuyên full đấy. Nó là một bài toán điều khiển open loop hay là điều khiển kín? Nếu nó là mở thì tại sao? Em phải chứng minh điều đó. Nếu được là kín thì tại sao? Ok. Đó là cái report các bạn làm. Các bạn làm theo nhóm và cứ giữ cái báo cáo đó đi. Chừng nào thầy kêu nộp thì các bạn sẽ nộp sau đó một tuần. Ok. Ví dụ tuần sau mà nộp thì tuần này thầy đã nhắc rồi. Còn thầy chưa nhắc thì chưa cần phải nộp. Không gửi email riêng lẻ nha. Nhớ nha các em. Em ghi cái câu hỏi này lại cho thầy. Rồi có một bạn nào có câu thầy cho thêm một việc hệ thống nữa nha. Thầy cho thêm bây giờ còn 10 phút. Ok, thầy cho các bạn thêm một hệ thống ví dụ nữa, hệ thống nữa. Trên ô tô mình thôi. Mấy chiếc ABS ấy, thì hoặc là TCS nó quá cũ rồi. Rồi thầy sẽ không nói nữa, thầy nói một cái hệ thống nó gọi là LKS. LKS là Land Keeping Assist. System, hệ thống giữ cái làn đường ấy. Hệ thống giữ làn đường về cơ bản nó như thế này. Đây là làn đường của em. Ở đây là chiếc xe của em. Em muốn giữ làn đường thì có phải là em chạy ngoài đường á. Lúc nào đó em cũng muốn cái xe của em chạy vào cái đường phần giữa của đường đúng không? Cái đường giữa của đường này nè. Chứ em đâu muốn xe chạy vào đây. Sát vào đây đâu. Em chạy vào giữa. Ok không? Thì em sẽ follow thằng này. Và cái góc lệch giữa cái thằng thân xe á và so với cái góc thẳng đứng này nè, giả sử thầy gọi góc này là góc beta này. Beta thì bên này phần này thầy cho là dương, phần beta bên này thầy cho là âm. Thì mình mong muốn đi thẳng được trong cái đoạn đường này á, thì mình phải làm sao đó điều khiển cái beta này bằng không, điều khiển cái mong muốn của mình beta bằng không, beta mong muốn của mình là bằng không. Vậy thì mình sẽ phân tích nha. Cái đối tượng điều khiển của mình là cái xe. Cái góc ra của mình là cái góc lệch giữa thân xe và cái đường ở giữa này thì nó chính là góc beta. Cái gì tác động vào cái xe này để thay đổi góc beta này nè, rõ ràng là cái góc lái. Ok không? Chủ xe máy, xe ô tô cũng vậy à? Như vậy á, thằng này cơ cấu chấp hành của mình sẽ là cái cơ cấu lái, steering mechanism. Là cái cơ cấu lái. Ok không? Bộ điều khiển mình sẽ là cái gì? Như thầy nói á, thầy sẽ không bắt đầu với lúc nào bằng máy móc hết, thầy bắt đầu bằng con người. Con người làm được điều này á, con người điều khiển cái xe nằm ở giữa cái làn đường này là easy luôn, quá dễ luôn. Chúng ta làm nó hàng ngày. Chúng ta sẽ là con người, chúng ta sẽ là một controller, này là cơ cấu chấp hành. Vậy thì tín hiệu feedback về là gì á? Nhờ có cái gì mà mình feedback được em? Cái beta này về được em? Rõ ràng á, mình feedback được mình cũng dựa vào bài trước á, mình sẽ biết được rằng là mình có mắt em. Mình có mắt. Mắt của mình sẽ giúp feedback được cái độ lệch này về về bộ controller. Mình cũng so sánh như vậy. Đây cộng, đây trừ, bởi vì nó là negative feedback. Đây là beta. Rồi beta D là bằng 0. Thứ bạn muốn là cái này. Bạn muốn giữ là được là cho beta B bằng 0 này. Vậy thì điều này là chính là sai lệch nè. Cái E bằng beta BD trừ cho beta này chính là cái sai lệch, là cái độ lệch giữa cái xe mặt đường. Khi mà em thấy cái E mà nó có mà nó lớn hay không ấy, thì em làm cái gì em? E mà xin lỗi, mình viết cái này. Cái E mà nó lớn hay không em làm cái gì em? E mà lớn không thì có khác nào là em đang bị lệch về phía gì? Phía bên phải không? Right then. Nếu em lệch về bên phải á, thì em có phải em đánh lái cái bộ controller là chính là em á, em tác động đến cơ cấu lái nè, em đánh lái về phía bên trái không em? Em tác động đến cơ cấu lái về phía bên trái, ok không?
bên trái thì cho vô lái thì cho nó nhỏ hơn không đi cùng theo quy ước, thì rõ ràng á beta bây giờ nó là sao, nó quay ngược trở lại, về nó quay về phía bên trái, ok không? Beta cũng như vậy, là beta nó giảm, beta nó giảm, xin lỗi, beta giả sử thì quay qua bên trái đi, thì tiến về phía bên trái. Beta sẽ tiến được không? Mà từ phía bên phải tiến được không? Rồi, khi em quay về đây rồi á, thì góc beta bây giờ nó bằng không á. Rõ ràng em nó bằng không thôi, beta bằng không á, có nghĩa là sai lệch của nó bằng không, trừ nhau bằng không. Nếu mà em đi bằng không rồi, có nghĩa là em đang đi thẳng rồi, thì em giữ nguyên là em giữ cho cái góc lái nó bằng không á. Em đừng có tác động đến cơ cấu lái cả. Em giữ nguyên vô lăng. Ok không? Thì beta bằng không. Và bây giờ lỡ mà em đánh lái quá lố, đánh lái quá lố, đánh lái quá lố nhỏ hơn không, có nghĩa là đang bị là cái xe mình đang lệch về hướng phía bên trái này nè, thì rõ ràng á cái S của mình á là mình bây giờ á cái góc lái của mình á thì mình phải đánh qua bên phải để cho một cái giá trị lớn không, và lập tức là cái beta này nó tiến về bên phải, sau đó nó lại tiến về không. Vì vậy thì cả cái quá trình em đi trên đường á, em muốn giữ cái làn đường á, là cái góc lái của em luôn luôn liên tục phải thay đổi, tùy thuộc vào cái điều kiện đường, và liên tục thay đổi, ok không tụi em? Chứ không phải mình chạy một cái quãng đường đó là beta bao nhiêu nó cố định luôn, không phải. Và đó là cái cả cái hệ thống điều khiển gì, điều khiển chính. Nhưng mà đó là mình làm à? Bây giờ mình không làm nữa, thì mình có một cái ECU của thằng Landkeeping nó làm điều đó cho mình. Nếu ECU của Landkeeping thì mình sẽ bỏ cái đôi mắt này ra và mình thay vào đó là camera. Hệ thống Landkeeping nào á cũng phải có camera để làm điều đó hết, nhận biết được cái làn đường hết. Ok không các bạn? Thì đây là chính là hệ thống là giữ làn đường. Ok, rồi bây giờ còn 2 phút nữa. Thôi, bài ngày hôm nay thì thầy sẽ kết thúc ở đây và qua cái chương này luôn. Thì các bạn về nhà coi thêm nha. Và làm cái ví dụ thầy và cái report thầy vừa mới giao. Rồi, bây giờ mình còn hồi ít hơn 1 phút. Các bạn đặt câu hỏi đi các bạn. Nó sẽ stop bài giảng tại đây luôn. Nhanh nào, mình còn phút thôi. Nếu không có gì thì về nhà coi video là giùm thầy nha. Tụi em là vào Sài Gòn hết rồi đúng không? Dạ. Ok. Thì mình cứ học lý thuyết đi, bữa nào á thì mình cần phải chia nhóm hoặc là chia dự án như thế nào thì thầy sẽ lên lớp và thầy sẽ chia nhỏ các bạn ra, bởi vì lớp mình không được học gặp nhau hết được theo quy định nhà trường. Rồi, nếu không có gì thôi mình nghỉ em trước khi Zoom nó đóng thầy trò mình lại vậy nha.